Rồi bữa nay vừa ăn xong bữa tối, ra giải quyết mới lập xưởng này đó là xong việc của ngày hôm nay. Được ba trái vú sữa hả chị Thấm? Ba trái làm rồi ăn, ăn rồi làm tới đi ngủ. Ba trái đủ lời xét không? Em ăn rồi. Hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ bà con mình dành ảnh cho vui ha. Bữa nay ở nhà có bánh tráng cuốn để em bảo chị Thấm. Rồi giờ còn lấy xét vú sữa nữa. Vô mới lập xưởng để ngày mai mình đông lạnh gửi lên Sài Gòn. Dạ. Nó không có mềm mượt như cái kia. Bữa nay mình ăn bò nhúng giấm ha, cuốn mắm nêm. Mắm nêm phải không ạ? Con khá nhất là món mắm nêm. Cái này để chút xíu nữa mình cuốn. Cái này mình đủ sức hết dạ. Có gì dụng nát. Bữa nay thì mình định ăn cơm mà có anh bảo cho Thấm về rồi thôi, làm bánh tráng cuốn đi. Món khoái khẩu của chị. Dạ. Em cũng vậy, em khoái cuốn chấm mắm nêm. Cái này bữa rồi mình mua ở hội chợ nè. Bánh tráng nghệ ha. Màu tự nhiên luôn. Màu vàng có nghệ. Này gạo huyết rồng. Hình đẹp quá ha chị Thấm. Bánh củ dền. Béo không ạ? Thì còn cái gạo nếp than, con nhớ gạo nếp than hồi đó bà nội trồng, cái đen thui. Còn huyết rồng thì nó đỏ không ạ? Nó đỏ mà lâu quá con không nhớ. Nó nhạt hơn gạo nhum. Gạo nhum nó y như nếp than vậy. Dạ. Mà ăn nó béo á. Gạo nhum hả? Gạo nhum. Vậy con không biết nó luôn. Nghe đó, tên đã. Tại vì nó bằng một trứng khác lắm. Dạ. Nếm quá nè. Giờ không có làm luôn. Trên xiến thì trồng ít loại gạo lắm. Trồng mấy cái gạo giống như gạo ngắn ngày á mà. Nó không có dẻo giống như với mình. Nó giống như nếp than vậy đó. Mà ăn nó béo, nó khô. Dạ. Bữa nay thì mình ăn là bò nhúng giấm của bánh tráng. Nhưng mà do có khách rồi nên là không đủ xài. Giờ phải lấy thịt heo ra. Xíu bảo cái nồi này đi rửa rồi xíu. Chấm mắm nêm hả mẹ? Ừ. Mẹ pha chưa? Coi còn nhiều không Thẩm? Còn nhiều không? Thì mà pha thêm mà có thơm thì sáng pha không? Dạ. Không đủ hả? Ừ, mẹ pha thêm. Vậy sáng mấy rồi mới mới làm để ăn phải ít. Chừng dù tỏi ớt hả? Thấy thơm rẻ rồi mà mẹ còn trữ nữa. Vậy chỉ có khi nào mà mình có xài. Mẹ xài rồi là thắng rồi. Thắng đường hả mẹ? Định lợi xin mẹ gì á? Hả? Không, mà định xin cái gì nó ba nghe coi cho được không? Đây là có ít đồ đây. Hả? Nếu mà ăn 300 điện thoại. Mà ăn 100 điện thoại hả? Chút thôi nha. Xin mẹ đi. Bữa này chưa xin. Nói đi. Chơi 10 phút thôi nghe. Sẽ không. Mượn 10 phút thôi. Thịt để ướp gì mà? Bình thường thì mình ướp xào á. Mình dạ. Ướp xào là hành, tỏi nè. Đi gừng nè. Rồi hạt nêm, nước tương. Vô ăn. Dạ. Còn cái nước mà giấm á, giấm trụng mình pha sao mà? Pha đường, giấm, chứa muối, củ hành, củ gừng, bỏ vô. Giấm, đường, giấm muối, củ hành, củ gừng ha. Cái này thì mẹ pha là giấm, đường, củ hành tím nè, gừng, hành phi, tí muối ha. Pha nước nha, giấm hành chua lắm á. Chua hả? Thì mẹ thêm tí nước lại cho nó nè. Chén giấm chén nước. Một chén giấm một chén nước. Đó. Chua ngọt ngọt giống như mình nêm nước khổ vậy đó.
đó. Rồi xong rồi ha. Đúng rồi, là món này nhanh ha. Theo luộc xong rồi bỏ qua trộn lại. Dạ. Thịt heo mình phải luộc trước rồi mình mới trộn qua cái nước này sau. Dạ. À, chủ yếu trụng để lên trên cái mùi chua với mặn mặn ngọt ngọt thôi, thấy không? Ừ. Phải luộc cái chín trước. Ừ. Mẹ biết mình thẩm phải qua đây chị em. Mẹ mà nhỏ mà đứng gần chiến gì chị thẩm mà nó mà nhỏ quá. Thường thì mình ăn mình có cái đồ trụng cái ăn liền á, ừ. Nóng ngon. Nhưng mà giờ tối thì mình làm cái này cho nhanh. Thơm quá. Cái món trụng giấm nó chua chua ngọt ngọt ngon. Giờ còn chấm mắm nêm nữa chứ, chịu không nổi rồi. Này mẹ pha mắm nêm ha. Mắm nêm thì thường mình mua chai về, mẹ lược lấy nước thôi. Rồi sau đó pha lại tỏi ớt với thơm. Tắt nữa mà. Tắt cho nó thơm. Rồi bây giờ cái loại này thì mình không có cần lược xác nữa, cho vô đây luôn. Giờ làm nhỏ xíu gọn quá mẹ. Đủ ăn nè. Làm chai lớn nghe không xài hết. Dạ. Làm chai lớn nó ăn hết để đủ. Cái thơm này thì mẹ bầm sẵn rồi, làm nhanh. Mẹ xay. Xay, ngào đường. Xin đường, cái bằng xin đường. Tỏi ớt cho vô cuối thôi mà. Rồi xong tô mắm nêm này, rất là nhanh ha. Mắm nêm pha sẵn, pha lại xíu. Cái này cho con sắp chín rồi. Nè, cái này chín rồi. Này chỉ làm lại cho nó nóng thôi. Thịt heo một bên, thịt bò một bên. Dân dân này ngon lắm. Hồi đó con không biết làm sao mà làm nước mắm hay là mắm nêm đó, mà người làm tỏi ớt nó nổi. Người làm nó chìm. Làm sẵn vậy đó. Dạ. Tỏi ớt là cuối cùng đó không? Đó, cuối cùng đó. Con nó nổi lên. Hồi xưa chị không biết gì chứ. Pha gia vị xong cái bỏ vô cái tự nhiên nghe nó chìm quá đó. Sắp xong rồi, có bánh tráng cuốn. Mà ở ngoài. Cá rồi. Cá rồi mẹ. Chị nương cho. Ồ. Rồi không? À, bò nhúng giấm, heo nhúng giấm. Xong rồi. Ăn bà nghe có mùi mắt nêm là anh chịu không nổi. Giống anh Sơn. Nghe không nổi rồi. Rồi thôi mình qua thưởng thức thôi. Nó bụng quá rồi. Bữa nay đi làm về hơi trễ mà. Thay vì ăn cơm, thấy mắm nêm rồi thôi. Để dành bụng. Đẹp không? Bảo. Bánh tráng đẹp không? Màu tự nhiên luôn. Một cái màu huyết rồng nè. Này màu nghệ nè. Kia màu rồng làm bằng gì mà màu này? Củ dền. Màu nghệ. Nghệ. Củ dền đậu huyết rồng tự nhiên. Cái này ở siêu thị ông ha. Vừa rồi đi hội chợ ở công viên Lê Văn Tám. Mua hết 3 cái hết 110.000. Ngon không? Ngon quá, sao phức không? Đây. Thơm quá. Bữa rồi cơm cơm trên các nó bán được chứ. Thảm để thèm. Rồi đông quá vậy sao đủ chỗ ngồi. Vậy đó, heo chấm cái. Còn nó đứng đây. Đứng đây. Đứng đây. Rau hay là muối. Mẹ mẹ cuốn mày chiên đây cho. Anh em ngồi cuốn cho. Anh với mình làm. Tại ăn rồi ăn đi. Không chê gì để em cúng cho. Không có nữa hả? Cúng nữa đi. Bỏ trứng ra đi rồi. Ăn đi xin ca. Để ăn đi xin ca. Nó dính đi. Nó dính. Cái gì vậy? Để đâu vậy? Nó dính. Nó dính lại. Ra là nhau gì hả? Rồi không lũi. Sư Hồng cúng cái trứng cúc hả? Má Hai cho ăn cúc chiên hả? Ngon lắm Sơn ơi, nhúng rồi nó sao Phong? Hợp khẩu vị không Phong? Dạ. Hợp khẩu vị đi Sơn. Cái này có thịt mà bỏ làm cái gì vậy? Ừ, con ăn đi, mẹ đâu có bỏ. Ăn đi, ăn đi, ăn cuốn mẹ cứ lấy cho con. Ủa, chị Sơn ca bỏ cuộc hả? Không đưa chỗ ngồi hả? Nè, Phong, đem ngon.
đem mất này có trong một chung giấm cũng ngon hả? Mất mẹ gửi mắm đem bán cũng tăng cuốn à? Cái đắp mềm mà nó sẽ rất cái nhiều thì nhúng rồi đó. Anh nhúng để dày. Bánh tráng này nó dày nên là ăn hao lắm nè. Thấy không? Sao này đúng rồi, một mình nó sẽ ít hơn so với bình thường á. Cái kia mình tình hình hai cái này có một cái. Nhưng mà cái này nó không bể. Kia bể. Không, bánh kia tráng mà có loại dẻo thì nó bị bể. Là dẻo ngon. Dẻo thì nó mặn mà. Không, nhưng mà cái này nó làm thì nó sạch sẽ. Chứ nó không có cái mùi. Cái mùi mùi khát nắng. Vì nó không có bị cái này cái mạt của cái mấy cái dĩ á. Bảo khen này người ta làm mà công nghiệp. Cái này là công nghiệp, nó sấy nó khép kín, bảo kia nó phơi nó nắng. Nó phơi nắng. Vậy thôi. Này chắc máy tráng mà không có vậy nè. Bây giờ tráng máy thôi. Hủ tiếu bây giờ cũng phải là máy này nó đều là cái này đâu phải là cái mâm tre đâu. Cái này là cái khuôn. Bây giờ em biết người ta đâu có đem ra phơi, nhưng hồi xưa nhà em làm đâu có máy sấy hết. Hồi xưa nhà chị Thẩm làm cái này hả? Hồi xưa nhà chị làm hủ tiếu. Thì cũng làm cái làm giống vậy nên mà nó dày rồi cắt ra dày cắt ra. Có máy cắt. Rồi chị Thẩm đang kết thúc món cuối cùng, tại vì giờ hết bún hết thịt rồi. Hết bún hết thịt. Ăn vậy chưa đủ phải không? Vậy mới ngon. Ngon quá. À, bữa nay không đủ chỗ ngồi nên là chị Sơn Ca về nhà ăn cơm rồi. Tội nghiệp. Bị mất phần. Nãy giờ mà Sơn Ca vỏ nè. Gắn hộp vỏ nè, thằng đi tới giờ có mấy thầy gặp vỏ. Số chứ gì. Phòng nguyên gai nè. Này để chai ông chồng cà phê có lý ha. Xe này xe cổ ha. Xe Honda. GB250 lốp men nè. Phục nướng lên lắm nha. Thành thường ở nhà lắm. Rồi bây giờ cả nhà đẩy món bánh tráng cuốn xong rồi, bây giờ phải vô lập xưởng phụ nè. Thông báo với bà con mình cái chiếc GZ150 của em bán rồi nha. Được rồi, nhờ bà con thấy em giới thiệu thì có gọi ủng hộ, nhưng mà em đã bán rồi nên là giờ chỉ còn chiếc của anh Bảo thôi. Có cần thì liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Giờ mình vô mới lập xưởng này mới được nghỉ buổi tối. Sữa ngon lắm anh, để em kiếm cho anh. Chú sữa hả chị Thẩm? Sữa ngon quá nhiều. Bữa không hái nhiều hả em? Dạ. Nó cao quá, lười leo. Được anh, leo nóc nhà. Thôi mà tối rồi đừng có leo. Không có thấy đường. Cái gì bóng? Lập xưởng phơi nắng, có nắng tốt nó đẹp quá ha, đã quét rồi. Chị có đặt thịt chưa chị? Đặt sáng làm. Dạ. Có hẹn mấy chị hàng xóm chưa? Có rồi. Anh Bảo leo kìa. Cẩn thận nha. Cây cao lắm. Coi chừng nha. Cây vú sữa hồi xưa nó lùn ở dưới trái quá trời luôn. Rồi nay nó cao lên tuốt trên. Bảo phải leo tuốt nóc nhà. Thải đường biên lên nhà anh. Rồi, em đâu có đường biên. Vú sữa ra đóng rảnh hả? Bóp cái nào em thấy. Lấy cái rổ, chuyền lên. Ném cái rổ lên. Cái dục đi vô. Khoan khoan khoan. Khoan kiếm cái gì mềm mềm nữa đó. Đây. Thải lên chụp. Rồi trời đầy rổ rồi xuống. Nhiều lắm ha. Cái này nó không có bị che nắng á. Rồi không hái sao bị sót. Sưởng tươi đã quét. Cái này
rượu ra màu đậm đó. Ngâm càng lâu nó càng ra màu hơn. Chờ tát hả? Cẩn thận nha. Còn hai trái chắc không thấy. Còn đủ bịch không em? Xíu. À, hết thì nói để em đặt mua ha. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. À, nếu mà bà con mình có đặt mua lạp xưởng thì xem số điện thoại bên cạnh nha. À, và sẽ để ở 5vietshop.com.